Trên bầu trời sẽ có cái gì rơi? Tuyết. Đúng rồi. Trên bầu trời vào đêm Giáng sinh sẽ có tuyết rơi. Cảm ơn các bạn. Các bạn trường mình thật là giỏi quá. Chúng mình hãy cùng bước nhìn lên sân khấu xem phần trình diễn của các bạn lớp trời 1. Xem các bạn ấy là gì và đêm tuyết rơi Giáng sinh nha. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là to một lần nữa để cổ